Ôi đá. Có cháo nha. Có trứng, có cơm. Nói chung buffet đơn giản chứ không có gì cầu kỳ cả nha. Hai người. Vì là người cuối cùng. Tớ thấy bà luôn. Tớ thấy bà luôn. 1, 2, 3. Tớ thấy bà luôn. Chào cả nhà, buổi sáng. Bây giờ mới 5 giờ mấy sáng nha. Cả nhà thấy không? Thấy sương mù ở xung quanh á vẫn còn rất là nhiều. Hiện tại là 23 độ nha cả nhà. Một xíu nữa 7 giờ là mọi người sẽ tập trung lại để đi ăn sáng. Buổi sáng là miễn phí, không có tốn tiền. Ăn xong sau đó sẽ mình đi thuê mấy cái phao để mình ra suối mình chơi, mình tắm suối xong đó sau đó mình về. Buổi sáng đây nhìn đã lắm, kiểu giống như đang ở Sa Pa vậy, nhưng mà nó không lạnh bằng Sa Pa. Ở trong rừng này có khỉ nha cả nhà. Tối này nó sẽ vô mấy trong mấy cái bùn này nó kiếm đồ ăn á. Cái nhà thấy không? Người ta xây mỗi căn một nơi nè. Nó ở khu này là mấy chục căn luôn á. Rồi cảnh giờ càng ngày càng sáng, trời càng sáng thì nó càng đẹp cả nhà. Chưa đẹp à? mọi người thấy rồi sâu quá. Đẹp quá ta. Không thấy mặt à? Đẹp quá ta, mặt đâu? Chụp hình mà đưa quay phim mà đưa cái đầu tóc là không thấy mặt như vậy. Mọi người đang sửa soạn nha cả nhà. Xong chưa cô chủ? Rồi đi sáng là cả nhà ơi. Khẩu trang. Giờ Di sẽ đi coi coi là người ta ở resort này người ta cho mình ăn sáng miễn phí là ăn sáng cái gì nha cả nhà. Thì khi mà check in là mình được miễn phí hai cái pizza, rồi ăn được miễn phí ăn sáng. Thì một phòng như là Di đã nói, một phòng này 4 người ngủ là 2.000 bạc, là 1.400.000 nha cả nhà. Còn mà phòng của cặp đôi Nóng Kiền á thì là có 700-800 ngàn, là có 1 ngày 1 đêm có 1.200 thôi, 1.200 bạc thôi. Xin chào buổi sáng đi mẹ. Xin chào buổi sáng. Buổi sáng. Ồ, xin chào buổi sáng. Nón đai mấy nó khóc. Nón lập phần đi mấy khóc, sleep well nó. Mày ngủ không được. Hôm qua là không ai ngủ được trơn, cái nhà chỉ có mình mẹ ngủ được thôi. Rồi mọi người đi thôi. Hồi tối mở máy lạnh rồi bên xung quanh đây nó ồn quá cả nhà. Tại vì người ta có meeting á, nguyên một cái công ty người ta ở đây nè, thuê vòng vòng ở đây nè. Người ta ăn nhậu á, ồn quá cho nên là không ngủ được. Ôi nhiều người lắm em ơi. Buffet sáng trước đằng kia nhiều người lắm cả nhà ơi. Đó một xíu là mình ăn ở đó phải không em? Đúng rồi. Đây à. Nhiều người quá. Đây cả nhà ơi, mới trở về lấy mấy cái coupon này nè. Cái này là mới có mấy cái này mới đi được đi ăn sáng nha cả nhà. Còn không là thua luôn á. Thank you.
Rồi đây là buffet sáng nè cả nhà. Anh ấy ăn xào yêu. Ở đây có cháo nha, có trứng, có cơm. Nói chung buffet đơn giản chứ không có gì cầu kỳ cả nhà. Chắc này nha, resort 2 sao 3 sao à. Gen, ơi. Bây giờ thì ăn sáng xong rồi cả nhà. Bây giờ mình đi thuê mấy cái phao để mình chơi trò chơi ở trên suối nha cả nhà. Chị Châu đi đâu vậy? Chị Châu đi đâu vậy? Đi con sông tắm con sông à? Chạy tàu với tắm cho vui. Mọi người sẽ đi với xe này cả nhà ơi. Ok, lên thôi cả nhà ơi. Lên thôi, lên. Go. Đây hả? Đi thôi cả nhà ơi. Ôi. Đâu ăn nè. Nhắm cửa bô bô lên. Ui. Sợ thấy bà luôn. 1, 2, 3. Sợ thấy bà luôn. Đi đâu em? Đi đâu? Đi lên núi hả? À? Đúng rồi. Đó có điều có lúc xuống. Đi lên núi thả dốc xuống hả? Sợ đi, sợ anh đi với xe cái này ở trên núi kia yếu không phụ mình cả. Ui, đeo. Đó, cô đá. Ở đây hả? Ok. Được hả trời? Ây dồi. Ôi ôi. Wow. Đây nè. Ở đây. Ở đây view đẹp yêu. Ây dồi. Rồi cả nhà ơi. Chiếc xe này mà nó cởi 5 người, 6 người luôn cả nhà, ghê thiệt. Chờ 10 phút cho người ta bay sen out rồi. Ok. Không biết là gì có quay được không nha cả nhà, tại vì ok em không sao đâu. Tại vì Di phải ngồi lên cái FC nè, xong cái thả trôi xuống đây thì cái nước này nó cuốn, Di sợ là người ta nói làm cái này anh. Ừ. Dạ xin lỗi, nói đi. À. Nói đi ao. Miami FC hả? Ừ. Chú con này á. Ủa, ông nói bị coi. Đâu gì có ở đây mới đúng vậy. Yêu cái này. Ông này anh nói sẵn sàng chưa, nói quyết tâm sẵn sàng rồi, quyết tâm. Ok, sẵn sàng chưa, sẵn sàng rồi, đúng không? Đúng rồi, sẵn sàng rồi. I'm ready. Yes. sẵn sàng rồi. Thắng điều nhé. À, con thảm sẵn sàng chưa? Hai lần. À. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hôm nay có sẵn sàng rồi. Đâu mày mày mày. 1 2 3. Sẵn sàng. Đó có đợt đó hay cái vui thảm rồi à. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quyết tâm.
quyết tâm, quyết tâm. Bây giờ mọi người ai cũng cảm thấy là thú vị nha cả nhà, tại vì trò chơi này cũng khá kích thích á. Nó sẽ đưa mình, nó cuốn mình đi tuốt ngoài kia luôn á, tuốt xuống ra kia luôn. Con đường rất là dài. Cho trứng. Xong chưa? Cho trứng không có đi vào. Cho gì, cho gì? Cho trứng không có đi vào. Vậy. Có lắng hào cũng mê đó nè. Cũng chăm sóc hào mẹ. Na anh chơi kỳ em. Mọi người phải bảo hộ đầy đủ nha cả nhà. Mà đó nhiều cái mà đó. Nhiệm vụ của Di là chỉ cần điện thoại quay được mà không cần lọt, không bị lọt xuống dưới suối là thành công nha cả nhà. Là cái chuyến này cũng hên xui nữa cả nhà ơi. Nước mà nó chảy xiết quá là điện thoại có thể bị lọt xuống suối đó cả nhà. Chào đi Pháp. Nam. Là dân. Pháp. Còn cháu dần nữa nó cô nổi nữa. Mình não anh. Mấy khua, mấy khua. Mình hột một ạ. Mấy khua. Mấy khua hột. Trời, mấy khua. Trứng nhỏ nhỏ. Trứng nhỏ nhỏ. Thôi mấy cái trứng nhỏ nhỏ là lại. Não lạnh. Lạnh. À, chú hỏi là không sợ hả? Sợ không sợ lạnh hả? Bây giờ mọi người là ok rồi. Vậy cho các bạn đi thôi. Sợ không? Clua mấy? Mấy clua. Mấy sợ không sợ? Không sợ, bước đây, bước đây. Không sợ. Không sợ. Hai bạn, hai em dễ thương lắm cả nhà. Bay. Ok cả nhà, bây giờ Duy sẽ thực hiện một pha mạo hiểm nha cả nhà. Chết rồi, lạnh hả? Hãy subscribe. Một, hai người. Hai người. Di là người cuối cùng. Ba người. Bốn người. Bọt léo à, thầm chạy thầm chạy. Ok. Ok. Ôi giời lạnh quá. Nhìn mấy con. Anh mệt mấy? Anh chậm. Bây giờ mọi người đang nắm tay nhau, nắm tay nhau nha. Di với em Kiền bị rời tay mà cả nhà ơi, bốn người đi trước kìa, ba người ở đây. Để nóng Kiền, hốc. leo. Di phải nhờ nóng Kiền chụp cái chân lại để Di bẻ camera lại quay cái nhà. Ủa còn nữa hả? Còn nữa.
Ủa cá hả? Ủa con gì? Nè nè. Kìa người ta nhìn kìa. Ồ quá trời luôn. Mọi người nhìn chúng ta làm cái gì? Vui vui. Em nắm chân em, nắm chân anh. Ừ đúng rồi. Bày đấy cành, bày. Chúa. Tiếp tục nha cả nhà. Mình tiếp tục. Xuống kia. Kẹp giò lại em, kẹp giò anh lại. Nếu ai đi ở đây một mình nó có activity một mình à. Ừ. Em coi một mình đi. Đồ mình cho đồn máy lắm. Yêu yêu, cẩn thận. Thấy cái gì đi, ok, no. Ok, không hả? Đừng máy quá. Ủa, mình đi một máy chứ mình sao? Thu con tao rác cả cái thao gặp chi viết. Ok mấy. Người cái nói anh yêu. Nói là chăm sóc cái trước không phải chăm sóc khách trước. Cái mà dù con đeo thì có gặp ấy đai. Ờ có cô đai hả? Một tần. Ê chú nói tiếng Anh giỏi á. Ừ. À cun luôn bố phải sang đi mát lời. Một tần chứ mấy. Bố sang nói gì? Một tần. Không lo mà có cô đai hả? Có cô đai theo. Có cô đai hả? Một tần. Một tần. Sẵn sàng rồi. Up your ass. À, up cái đít lên đúng không? Đưa đít lên là chết, dính chiều á. Đi đi, đi lên đi. Nè. Oh, wait, wait, wait. Ôi đá. Ôi đá, cái đít đụng đá, nó đụng đá. Ôi. Xong chưa? Hết chưa? Dạ. Còn nữa hả? Còn. Thả này giờ cũng 15 phút rồi đó cả nhà. Ý em nhớ đây không? Đây mai, tay mai. Lúc trước anh với em với mẹ mà thuê đây nè. Đúng rồi. Cả nhà ơi, người ta nói là thả trôi xong kiểu như vậy. 300 à? 40 phút nha cả nhà. 300 thay bà là 40 phút. Đó. Nước cứ lên bờ đã lắm cả nhà. Mát ghê. À, chú vui chú hát luôn em. Ồ chú nói là ở đây là ở dưới đây sau này ngày trước là có vàng à? Đúng rồi, lúc trước là ở đây là có bẹp Big Winless. À. Ừ, nhà ngô chung ở đây chung hiểu không? Lúc có tàu à? Có tàu. Ừ, có tàu đi ở đây. Mà với con suối này là có vàng luôn. Nhiều nghe, anh yêu ở đây có ở biển được. Bây giờ có không? Bây giờ mình cứ that is the story. À. History là luôn cái nhiều. À. Tại đây gần đá nha cả nhà, mình phải cái mông mình phải chổng lên mà là dính kêu á. Đây thì đi câu phá to. No. Anh nhiều, chú nói là chú là người cây đúng không phải mấy? Chú ở đây thì chú là người cây. Tôi rõ là yon con mà tăng 67 năm. 67 tuổi rồi. Gì? Vì gọi là bác rồi, bác là 67 tuổi cả nhà. Mà vẫn còn khỏe quá. Đúng rồi, khỏe. Dù ban có cho ba dù bỏ. Ơi trời. Đá. Lên. Cái tôi. Trời ơi, em ơi em. Em ơi. Anh kia kìa. Mà em mời em. Ui. Ra quần. Dặn dây lưới. Cả nhà ơi, đằng kia kìa. Ha 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 ha!
Ôi, ôi. Tại sao mà dí vô đá không vậy trời? Ờ, mà lượt bay lớn quá à. Lấy đó. Ờ, xong rồi nè. Vậy thì đưa ra cái cặn thon đó mà. Cặn thon được nè, nè, từ khẩu Pandora. View đẹp cả nhà, view đẹp ha. Đi ngay, chụp cái luôn mấy. Đăng, đi ngay, chụp càng tên đi ngay đi. Mỹ chặt bán con nàng Pandora. Cho cái này đây. Đôi helicopter. Là mấy là? Helicopter thời mấy còn có men to. Em đẹp quá cả nhà ơi. Men to thôi dời dời. Anh đi được vui mát rồi nè. Vui không nhỉ? Chưng ở là của vui không? Vui vui. Đẹp quá đây, trời ơi. Đẹp lắm cả nhà ơi, người ta cắm trại cả nhà. Ăn uống cà phê. Người ta làm công tác. Cao quá, cao quá. Ai muốn đi vui chung với chú là đi ở đây nó có khẩu sột nó ha các bạn ơi, liên hỏi là để em đang nói sao nữa ha. Em thấy chú con thủy đuôi. Thủy đâu? Hai con luôn à? Liên tay rau. Liên tay rau. Hé hé hé, mày tông chô. Tông chô, mày nói mày tông chô là ai nè nuôi ạ? Mày plắc cái thao cái đàn của rùm bay này lẽ. Chả đi à? Quạt đây à? Đẹp quá. Đẹp thao cái đàn. Ở đây đi, nãy giờ cũng thấy khỉ nữa cả nhà. À cái nhà trên cây mà hồi đợt Duy với mẹ Duy với anh đi có đi nè cả nhà. Ở nhà trên cây nè. Cái resort này là bữa hồi đợt trước là Duy với mẹ với anh có đi rồi. Không có ai bỏ yêu lên cái lúc đi lên. Lúc là ai? Wow. Bạn có quá 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 chỉ luôn. Ừ. Ui sao nào đó luôn. Khổng. Chú nói dễ thương. Nè đi gần. Ta. Ôi, hồn chân, hồn nè đi gần. Bây giờ phải nó có đồn nó mà túc. Nó kiện, nó non đi hả đó. Nam vô, nó ngay qua lặng hồn râu. Đây là cái nhà chỗ này hào đợt. Nó ngay lặng về xuống, nó ngay. Hồi đợt có đi rồi nè, đó. Chết rồi, chết rồi. Mẹ quên. No. No. Chết rồi. Ai gì à? Kìa, em. Thấy cọng dây không? Em, cọng dây kìa. Lại, chụp lại, chụp lại, chụp lại. Chết rồi. Không được rồi, không được rồi. Ôi. Mẹ mày làm hết điên. Chết rồi. Mẹ ơi. Mẹ một mình á. Tốn tốn nhiều hơn này. Dạ. Đây bạn đến khu vực. Ôi ơi. Thành hoa. Đây thành hoa. Thả cho xong là vậy nè cả nhà. Bố thành hoa thật còn một đuông. Mọi người 300 mà đi kiểu này cũng đáng đó nhà ơi. 300 bạc đi cái này đáng. Đi hơi lâu á, phải đi một lần lâu. Đi hết con suối luôn.
Ây da, ốp. Hãy tận hưởng cảm giác này, trời ơi. Ở dưới mông có đá nha cả nhà. Không quá mình dùng nửa cửa đó. Không xin đi. Vậy đó. Không xin nhé, vậy 50 mới đen. Không phải 50 đen. 50 đen, 50 đen mới cùn mẹ lại. Wow. Vô vô vô. พอมาโซนนี้มันกินไอ้เหมือนวังโขนิดๆเออเนี่ยวังโขเราวังโขมันก็จะนิ่งๆถูกซ้ำรอยเฮ้ยจอยโอ้ยเล่นเถอะกันหน่อยทำไมขึ้นรีสอร์ทเพื่อนอ่ะมันวางผ่านพอดีรถก็ไม่มีเล่นถอยเล่นถอยอ่ะรอบไหนเราไม่ล่องกลับจอยกันหน่อยแม่ไม่เย้แม่มาดีได้เลยโอเคไหมโอ้โอ้ยต่ำหรือสูงบอกมาเลยกระเป๋าของกูแล้วจริงเหรอกระเป๋าของกูแล้วเนี่ยกูอ่ะจ้าจ้าตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดนั่นน่ะตัดเลือดตัดเลือดกางแหมอยู่จริงเหรอจริงจริงจริงแต่คุณแม่มาคอยจ้องเนี่ยกะยี่กะสาวกะยี่บอลลูนฟิตนะแกนกป่ะเออได้เลยวันนั้นที่เอ็มแมนทำที่เรื่องอะไรน้อยอ่ะโกไก่โกไม่ถูกปลาเลยนี่กาก็ได้กังแหมใจใจนี่อันนี้ดีไม่เข้าเนี่ยดัวดัวนั่นหลังนี้กูฉันใจแกเนี่ยก็เนี่ยแล้วนี่อันนี้เนี่ยก็เนี่ยเท่าแล้วคุณแหมเศร้าอ่ะนี่อ่ะนี่กังแหมจอยกังแหมกันคุณแม่ขึ้นทันไงใจเอ้ยบิ๊กยี่người ไม่กล้าไปกังมาแม่ไปกังvừa phải hoàn thành xong cái một chuyến đi ở trên suối nha cả nhà, thì cũng cho cả nhà xem là xung quanh rồi cảnh đẹp này kia. Không quên like, subscribe, share, tạm biệt. Đi quay nước, đi xuống quay nước, quay nước. Mày em vui chung quay nước 7 giờ. Đi bộ vậy. Đi sọt quên, cứ không có liền thoại, không có cái này nè. Em đang không có biết, tại không. Có gì em đang nói à, bây giờ mấy mọi người đi bộ về nha cả nhà. Dép cũng không có. Bây giờ không có dép, giờ đi đau quá trời đau luôn. Thiệt. Đây à. Chơi. Bay. Bay. Con khỉ không có xe đi về đi tỏi. Kìa có rồi kìa. Bác cho đi ca giang nè. Người ta giúp, người ta giúp. Ôi đúng là ở hiền gặp lành cả nhà, đi đâu cũng có người giúp. Rồi cả nhà ơi, rồi lên 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 luôn, lên luôn lên luôn. Trăm 80 km. Tạm biệt Việt Nam. Bye bye. Có chú giúp đi về.